Tháng 11 năm 1946, khi chúng tôi rút khỏi Diên An, chị Phương Minh còn đem một thẻ vàng đến dúi cho tôi và nói: chị một mình dắt theo hai con nhỏ sơ tán, không dễ dàng gì. Trên đường chắc chắn sẽ rất nhiều khó khăn. Khi nào cần tiền, chị bán đi mà dùng. Tôi không có cách nào từ chối lòng tốt của chị, nhận tặng vật mà lòng vô cùng xúc động. Ở bộ phận hai trường đảng, tôi và Hồng Thủy sinh hoạt ở hai chi bộ khác nhau. Anh ở chi bộ 6, còn tôi ở chi bộ 14. Chúng tôi mỗi người lại ở một nơi. Ở Diên An, các hang động có nhiều tầng cao thấp khác nhau. Các bà mẹ nuôi con như chúng tôi được chiếu cố. Tôi dẫn cháu Phong đến ở hang thấp nhất. Hồng Thủy thì ở hang chót vót trên đỉnh. Vì vậy, cháu Phong chỉ được mình tôi chăm nom. Nuôi con nhỏ mà tham gia học tập tập thể lại phát sinh mâu thuẫn. Có lúc tôi phải đi nghe báo cáo nửa ngày, đành để cháu Phong ở lại hang một mình. Không có người chăm sóc, đói ư, khát ư, chỉ biết khóc toáng lên, ỉa đái rầm rề, đầy giường, bôi đầy mình. Có lúc bôi cả lên mặt, lên miệng. Đi nghe báo cáo về xong, tôi lại phải rửa ráy, dọn dẹp hàng nửa ngày trời. Năm 1945, trước khi Hồng Thủy về Việt Nam, chúng tôi mới lại được ở cùng nhau. Được uống sữa do Chu Tổng Tư lệnh cấp cho, Tiểu Phong lớn rất nhanh. 10 tháng tuổi đã có thể men theo giường, lẫm chẫm đi lại. Không có ai đùa với mình, có lúc cậu ta cộc đầu mình vào tường để tự chơi. Vừa đầy năm, cháu đã có thể chạy phăm phăm quanh viện. Vì cháu Phong lớn lên rất giống bố Hồng Thủy, một chú bé Việt Nam điển hình, trán rô, mặt bụ bẫm, mắt sâu lanh lợi, nên mọi người rất yêu. Cháu Phong rất bướng, chỉ thích dùng bàn tay ếch nhỏ xíu đánh lại. Thêm bố cháu vui vẻ, hay tán chuyện cười, nên các đồng chí trong bộ phận hai chúng tôi ai cũng yêu thích. Cơm chiều xong, tôi và Hồng Thủy bế cháu Phong đi dạo chơi dọc ven bờ sông Diên. Có lúc quá phấn khởi, Hồng Thủy ôm cháu Phong chạy ào ào xuống mép nước, tôi tất tả chạy theo. Thằng cu con không chịu cho ai sờ mó, động đến mình. Có ai giữ giữ là đấm trả ngay. Hồng Thủy phấn khởi, cười ha hả. Tôi đi bên vừa ngắm, vừa thấy sung sướng, suy nghĩ. Đúng là hai hòn ngọc quý biết nói của mình. Ở Diên An, Hồng Thủy nổi danh là một cây vui nhộn, lại còn làm huấn luyện viên cho đội bóng rổ nữ toàn Diên An. Có lúc vừa bế con xuống dốc, gặp lúc sân bóng đang tổ chức thi đấu, tiếng reo hò kêu gọi ầm ĩ ở sân bóng đã cuốn hút anh. Anh trao vội con cho tôi, rồi chạy tới bên sân, nhảy nhót chỉ trỏ. Anh có lúc là huấn luyện viên, có lúc làm trọng tài, có lúc làm cầu thủ. Anh thường chơi ở vị trí tiên phong, chạy khắp sân, luôn la hét, chỉ huy đội. Tôi bế Tiểu Phong ngồi trên khán đài, rất vui thích xem họ thi đấu. Khi còn ở trường nữ sư phạm Thái Nguyên, tôi cũng đã từng là thành viên tích cực của đội bóng nhà trường. Nếu không phải bế con thì tôi cũng lao vào sân thử sức xem sao. Thấy sân bóng vui vẻ, nhộn nhịp, cháu Phong đứng trên đùi tôi cũng nhốn nhảy, bi ba bi bô hét. Những ngày sống ở Diên An là những ngày sung sướng, hạnh phúc nhất của gia đình tôi. Hồng Thủy phải về Việt Nam, Mao Trạch Đông thân mật chia tay với ông. Có nói đùa rằng, Hồng Thủy là một con ngựa bất kham, nhưng là một con tuấn mã chạy ngàn dặm. Năm 1945, nhìn vào tình hình phong trào cách mạng Việt Nam và cuộc đấu tranh vũ trang chống Nhật đang phát triển, thời cơ để lật đổ vương triều phong kiến Bảo Đại và lập nên một nước Cộng hòa Nhân dân đã chín muồi. Vì yêu cầu của cuộc đấu tranh cách mạng trong nước, Đảng Cộng sản Đông Dương một lần nữa lại đề xuất với Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, hy vọng Hồng Thủy và một số đồng chí Việt Nam khác về nước tham gia chiến đấu. Để chuẩn bị tốt cho việc về Việt Nam tham gia chiến đấu, Hồng Thủy và Hoàng Tấn Quang từ Liên Xô về Trung Quốc, Lương Cạnh Sinh, Hoa Kiều và 4 năm đồng chí nữa được tập trung học tập hơn 1 tháng. Họ tập trung học tập, phân tích hình thế cuộc đấu tranh chống phát xít trên toàn thế giới, hình thế cách mạng của nước Việt Nam, học tập những lý luận quân sự có thể thích ứng được với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam và chiến lược, chiến thuật. Để tiện cho việc rút tỉa kinh nghiệm của cách mạng Trung Quốc, Hồng Thủy đã dịch sang tiếng Việt các tài liệu bàn về đánh lâu dài, cách mạng Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc của Mao Trạch Đông. Anh đã chuẩn bị kỹ càng cho mình về tư tưởng, lý luận và cả thể lực. Để đề phòng trước hoàn cảnh chiến tranh trường kỳ và gian khổ,
anh đã đến quân y viện Diên An cắt luôn ruột thừa. Trước khi lên đường, Hồng Thủy đến khu vườn táo để chào từ biệt các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mao Trạch Đông đã tiếp anh ở ngay vườn táo trước hang. Cùng đến, đặc biệt còn có Phó Chủ tịch Đảng Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh và một số các đồng chí lãnh đạo khác. Mao Chủ tịch mỉm cười bước ra khỏi động. Hồng Thủy vui vẻ tiến lên. Khi tới trước mặt Mao Chủ tịch, anh đứng nghiêm, chào theo nghi thức quân đội. Báo cáo Chủ tịch, tôi, Hồng Thủy, sắp về Việt Nam, đến chào từ biệt, xin Chủ tịch cho chỉ thị. Nhìn thấy bộ dạng nghiêm trang, đúng mực của Hồng Thủy, Mao Chủ tịch đứng lặng. Ông trìu mến ngắm nhìn Hồng Thủy, nắm chặt hai tay anh. Nắm chắc hai bàn tay to lớn, mạnh mẽ, ấm áp của Mao Chủ tịch đã từng chỉ đường dẫn lối cho cách mạng Trung Quốc không ngừng tiến lên giành thắng lợi. Trong lòng anh rất xúc động. Mao Chủ tịch là lãnh đạo cách mạng Trung Quốc mà anh rất kính trọng và tin tưởng. Trên bước đường 20 năm tham gia cuộc đấu tranh vũ trang cách mạng Trung Quốc, tự anh cảm thụ được sự vĩ đại của tư tưởng quân sự Mao Trạch Đông. Ngay trong lúc bị những người theo đường lối sai lầm đánh mình thành đặc vụ cao cấp, gián điệp quốc tế, anh trước sau vẫn vững tin theo Mao Chủ tịch, cách mạng mới thành công được. Anh đã theo Mao Chủ tịch từ khi mới thành lập lực lượng vũ trang cách mạng Công Nông Trung Quốc cho đến nay. Mao Chủ tịch mời Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh và Hồng Thủy ngồi quanh chiếc bàn đá trong vườn táo ngay trước cửa hang. Với tình cảm sâu nặng, Mao Chủ tịch ngắm nhìn con người đã đi theo quân đội cách mạng Trung Quốc vào chết ra sống mà trưởng thành, một người chiến sĩ chủ nghĩa quốc tế, một con người chỉ huy ưu tú, trong lòng xúc động khôn nguôi. Mao Chủ tịch ôn tồn nói: Tiểu Hồng, chúng tôi và chú gắn bó với nhau, chỉ có thể đồng ý để chú đi vì tổ quốc của chú thôi. Điều kiện rất gian khổ, phải gian khổ mà phấn đấu. Chúng tôi rất hiểu chú. Chú là một đồng chí tốt, nhưng chú về Việt Nam nhất định phải thực hiện đoàn kết tốt với các đồng chí ở Việt Nam. Hồng Thủy ngước nhìn vị lãnh tụ cách mạng mà anh rất kính trọng, nhớ từng lời. Mao Chủ tịch khi nói chuyện thích pha thêm những câu đùa dí dỏm. Lời nói đùa thường sinh động, hình tượng. Nghe ông nói, người nghe thường cảm thấy thoải mái. Mao Chủ tịch nói tiếp: Hồng Thủy có tính cách thông minh, sáng suốt, nhưng rất bướng. Một cán bộ như vậy, nếu dùng tốt thì đó là tuấn mã, một thiên lý mã. Nhưng mặt khác, lại là một con ngựa bất kham. Nếu dùng không tốt, nó sẽ đá lại cho đấy. Mao Chủ tịch, Hồng Thủy và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc đều phì cười. Phó Chủ tịch Chu Ân Lai ân cần dặn dò thêm: Bây giờ điều kiện cách mạng Trung Quốc ngày một tốt lên thì đồng chí lại phải ra đi. Điều kiện ở Việt Nam chắc chắn là vô cùng gian khổ. Cán bộ từ nước ngoài về Việt Nam có hai loại. Một là từ châu Âu, từ Liên Xô về. Hai là từ Trung Quốc về. Đồng chí về Việt Nam rồi, cần chú ý đến việc đoàn kết, đến phương thức giải quyết các vấn đề. Hồng Thủy, 16 tuổi đã đến Trung Quốc, cũng có thể coi như một đứa con lớn lên từ bầu sữa mẹ Trung Quốc. Dòng máu của anh đã hòa đồng vào dòng máu của đại gia đình các dân tộc Trung Hoa. Những lời Chủ tịch Mao và Phó Chủ tịch Chu Ân Lai dặn dò vô cùng sâu sắc. Những lời nói bao hàm tình cảm quý mến và tin tưởng đã làm ấm lòng Hồng Thủy. Cuộc nói chuyện đầm ấm, thân mật đã nói lên rằng Hồng Thủy từ 20 năm nay trong cuộc đấu tranh vũ trang đã cùng sống chết, chia sẻ hoạn nạn với nhân dân Trung Quốc, đã tạo nên một tình thân sâu sắc với Mao Chủ tịch, Chu Phó Chủ tịch, Diệp Kiếm Anh, vân vân. Mắt Hồng Thủy hoe hoe đỏ, nước mắt tuôn trào ra. Sau đó, anh còn đi thăm hỏi và chào từ biệt Chu Đức, Nhiệm Bật Thời và các đồng chí lãnh đạo Trung ương khác. Hồng Thủy nhờ Nhiệm Bật Thời trông nom hộ vợ con, rồi với tình cảm lập công báo quốc, rời Diên An về nước. Khi tôi biết tin Hồng Thủy sẽ về Việt Nam, lòng dạ tôi đau thắt lại. Tôi lại vừa mang thai, Hồng Thủy ra đi lần này, chưa biết đến bao giờ trở lại, bao giờ được gặp lại đứa con còn nằm trong bụng mẹ. Thế nhưng nghĩ lại, Hồng Thủy là người Việt Nam, anh đã vì sự nghiệp giải phóng nhân dân Trung Quốc mà phấn đấu suốt hơn 20 năm. Tôi yêu tổ quốc của tôi, Trung Quốc. Anh đương nhiên cũng yêu tổ quốc của anh, Việt Nam. Anh là con em nhân dân Việt Nam. Bất kể lúc nào,
chỉ cần Tổ quốc cần, anh nhất định sẽ đáp lại lời kêu gọi của Tổ quốc, chiến đấu cho sự nghiệp chính nghĩa, giải phóng dân tộc mình. Một người có tinh thần chủ nghĩa quốc tế như anh, nhất định cũng là một chiến sĩ yêu nước. Tôi cố nén nỗi đau phải ly biệt, không nói một lời lưu luyến hoặc bàn đến việc tương lai. Việc tôi một mình nuôi hai con sẽ gặp bao nhiêu khó khăn để cho anh khỏi buồn phiền nản chí. Đối với nỗi đau lòng sầu ly hận biệt, Hồng Thủy cũng phải đấu tranh kịch liệt. Nhưng anh chưa hề trực tiếp nói với tôi về việc anh sẽ về Việt Nam. Một buổi tối, anh hút thuốc liên tục, hết điếu này đến điếu khác. Anh nhìn lên khói thuốc đang tan rồi mới nói với tôi: Kiếm qua, việc anh cần về Việt Nam, chắc em đã nghe nói. Tương lai một mình em nuôi hai con khó khăn sẽ rất lớn. Anh đi rồi, em gặp khó khăn thì làm thế nào? Anh nghĩ mãi không yên. Nghe anh nói mấy lời đó, mũi tôi bỗng cay cay, nước mắt muốn trào ra. Tôi cố gắng kìm nỗi thương cảm của mình, dịu dàng an ủi anh: Chỉ cần sau khi về Việt Nam, anh nỗ lực công tác, lập được thành tích xuất sắc, đối với em đó là niềm an ủi nhất. Ở Diên An còn có tổ chức chắc chắn sẽ giúp đỡ em. Em nhất định chiến thắng được khó khăn, nguy hiểm. Anh cứ yên tâm mà đi. Hồng Thủy nhắm mắt lại như đang suy nghĩ, song không nói thêm một lời. Anh biết rằng chia tay lần này để ra tiền tuyến, chiến đấu để giải phóng tổ quốc mình, sống chết chưa biết ra sao, thật khó nói có thể sống sót mà trở về. Anh thực sự không yên lòng về mẹ con tôi. Trước khi rời Diên An vài ngày, anh lại nói với tôi: Từ nay về sau, chắc chắn em sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng anh tin rằng em sẽ không khuất phục khó khăn. Anh đã gửi hai mẹ con em nhờ đồng chí Nhiệm Bật Thời, trưởng ban bí thư Trung ương Đảng, săn sóc, giúp đỡ. Có khó khăn gì, em cứ tìm gặp ông ấy. Anh dừng lại một lát, rồi âu yếm nhìn tôi: Kiếm qua, em còn nhớ bài thơ của Vương Bột, Tống Đỗ Thiếu Phủ Chi Nhiệm Thục Xuyên. Tạm dịch là Tiến Đỗ Thiếu Phủ đi nhậm chức ở Thục Xuyên. Chỉ một thoáng, tôi hiểu ngay dụng ý của anh. Cả hai chúng tôi đều không hẹn mà cùng đọc lên bài thơ đó: Thành khuyết phụ tam tần, phong yên vọng ngũ tân, giữ quân ly biệt ý, đồng thị hoạn du nhân, hải nội tồn chi kỷ, thiên nhai nhược tỷ lân, vô vị tại kỳ lộ, kỷ nữ cộng chiếm cân. Tạm dịch là Thành quách giữ tam tần, khói mây vọng ngũ tân, tiễn nhau bao lưu luyến, đời quan hằng kết thân. Bốn bể còn chi âm, chân trời xa mà gần, đừng như tình nhi nữ, lệ tuôn trào đẫm khăn. Đọc xong, chúng tôi cảm thấy trong lòng vui vẻ, cởi mở, dễ chịu hơn. Kiếm qua, em yên tâm, về Việt Nam anh sẽ không kết hôn nữa. Tôi gật đầu, tỏ lòng tin tưởng anh. Tôi chỉ nhắc lại anh về nước, trong công tác nên tôn trọng lãnh đạo, đoàn kết tốt với các đồng chí khác, phải giữ gìn sức khỏe, đừng quá gắng sức. Để cho tôi đỡ vất vả, trước khi đi, anh đưa cháu Phong vào trường mầm non số 2 Diên An để trưởng nuôi dưỡng. Lúc đó cháu Phong mới 1 tuổi rưỡi, là cháu bé nhất trường. Cũng giống như các cháu khác, phải ở hẳn trong trường là do hoàn cảnh bắt buộc thôi. Cháu Phong cứ bám chặt lấy đùi bố, vừa khóc vừa la, không cho bố đi. Hồng Thủy là một người đàn ông cứng rắn, nhưng lại là một người có văn hóa, giàu tình cảm. Hồng Thủy yêu quý con, nghe Tiểu Phong khóc thét lên như vậy, liền quỳ xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho con, bế con lên chậm chậm đi quanh viện vài vòng. Anh khe khẽ vỗ về, xoa mặt con, rồi lại đọc cho con một bài hát giản đơn của lớp mẫu giáo. Sau đó, anh đưa nhanh con cho người nuôi trẻ đón, rồi đi luôn, không dám quay đầu lại. Về việc Tiểu Phong không chịu vào trường mầm non, lại còn khóc gào, quấy phá. Khi về, anh không nói lại với tôi một câu. Anh chỉ kể: Trường mầm non số 2 Diên An là do Tổng Tư lệnh Chu Đức và vợ ông, chị Khang Khắc Thanh, quan tâm sáng lập. Điều kiện chăm sóc rất tốt, rất chính quy, em cứ yên tâm. Vào ngày đầu tháng 8 năm 1945, Hồng Thủy phải ra đi. Trước khi đi, anh nắm hai tay tôi,
nhìn tôi với ánh mắt rất buồn vì phải chia tay, và lại dặn dò thêm một lần nữa: "Kiếm qua, em phải hết sức giữ gìn sức khỏe, rồi có ngày chúng ta lại cùng nhau đoàn tụ." Tôi đứng ở cửa hang, nhìn anh xuống dốc, dõi nhìn theo bóng anh xa dần. Hồng Thủy từ sân bay Diên An đã máy bay đi Trùng Khánh, rồi theo đường bộ xuống Vân Nam, Quảng Tây để về Việt Nam. Sau khi tới Trùng Khánh, anh mua và nhờ người gửi về một xúc vải hoa màu xanh nhạt cho tôi, biểu thị chút lòng yêu thương đối với đứa con sắp sinh. Tháng 2 năm 1946, đứa con thứ hai của chúng tôi ra đời lại là con trai. Để kỷ niệm về tổ quốc của cha cháu, tôi đặt tên cho cháu là Tiểu Việt. Sau khi sinh Tiểu Việt, tôi lại gặp khó khăn là mất sữa. Tôi xoay xỏa rất lâu, đủ cách, song vẫn chịu. Trong tình huống bất đắc dĩ, tôi chỉ còn cách viết báo cáo cho đồng chí nhiệm bậc thời. Rất nhanh, trên lãnh đạo lại phê cấp cho Tiểu Việt mỗi ngày một hộp sữa. Nhận được sữa, tôi cảm động ứa nước mắt. Lúc thường tôi không bao giờ khóc, ngay cả khi ở ranh giới giữa sống và chết, tôi nghĩ vậy. Thế nhưng, sau khi nhận được sữa của đồng chí nhiệm bậc thời phê cấp, tôi cầm lòng không được, đã bật khóc. Tôi làm sao có thể báo đáp ân tình của đồng chí Tổng Tư lệnh Chu Đức và đồng chí nhiệm bậc thời đối với mẹ con tôi? Tôi nghĩ chỉ còn cách đem thân ra phụng sự cho sự nghiệp của cách mạng, của Đảng, không dao động trước mọi gian nan, trở ngại, vĩnh viễn giữ lấy đức chung, tích cực cần cù trong mọi công tác của Đảng trao cho. Chỉ có như vậy mới xứng đáng với sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo trung ương, của tổ chức đối với mình. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Thiên Hoàng Nhật Bản Hirohito tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Cuộc chiến tranh kháng Nhật của nhân dân Trung Quốc đã giành thắng lợi cuối cùng. Dưới chân núi Bảo Tháp, ven đôi bờ sông Diên, niềm vui ngất trời, chúng tôi đánh trống, khua chiêng, đón mừng đại thắng. Trong những ngày đó, nỗi vui mừng của chúng tôi không bút nào tả xiết. Những ngày phải sống trong cảnh nô lệ, mất nước của nhân dân Trung Quốc đã qua, không bao giờ trở lại nữa. Hỏi chúng tôi làm sao không vui cho được. Lúc này, Hồng Thủy đang trên đường trở về Việt Nam. Nếu được tin vui này, chắc anh sẽ vô cùng xúc động và vui sướng. Bởi vì đây là chiến thắng chung của nhân dân Trung Quốc, nhưng cũng là của riêng anh. Thế nhưng, thắng lợi của chiến tranh kháng Nhật lại chưa đem lại cho nhân dân Trung Quốc một cuộc sống hòa bình, yên ổn. Quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch, một mặt tích cực chuẩn bị tiến hành nội chiến, ý đồ tiêu diệt Đảng Cộng sản và Bát Lộ Quân, một mặt vờ vịt mời Mao Chủ tịch đến Trùng Khánh để đàm phán, tỏ vẻ cũng rất muốn hòa bình nhằm che giấu ý đồ lừa gạt về chính trị. Để tranh thủ cục diện mới, hòa bình, dân chủ, đoàn kết, tranh thủ thế chủ động về chính trị cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, Mao Chủ tịch không kể đến an nguy của bản thân, đã cùng Chu Ân Lai, Vương Nhược Phi, được Trương Trị Trung, đại biểu Chính phủ Quốc dân Đảng và đại sứ của Mỹ ở Trung Quốc Charlie đi cùng đến Trùng Khánh vào ngày 28 tháng 8, đàm phán với Quốc dân Đảng và Tưởng Giới Thạch. Khi được tin Mao Chủ tịch sẽ đi Trùng Khánh, quảng đại quân dân Diên An đều rất lo lắng. Bởi vì chúng tôi đã quá rõ Tưởng Giới Thạch là phần tử lưu manh về chính trị, bội tín phi nghĩa, bất cứ việc thương thiên hại lý nào hắn cũng dám làm. Mao Chủ tịch tự mình tới Trùng Khánh chẳng khác gì đưa mình vào miệng cọp vậy. Hồng Thủy sau khi tới Trùng Khánh lại không về Việt Nam ngay. Cuộc đàm phán quốc cộng sắp khai mạc, anh nhận được điện báo từ Diên An chưa rời Trùng Khánh, đợi Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Vương Nhật Phi tới và mời anh tham gia đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hồng Thủy tinh thông bốn thứ tiếng Pháp, Anh, Hoa, Việt nên rất thích hợp với công tác này. Anh rất vui vẻ ở lại. Mao Chủ tịch ở Trùng Khánh 43 ngày đêm thì quân dân Diên An cũng thấp tha thấp thỏm 43 ngày đêm. Ngày 10 tháng 10 năm 1945, sau khi hai bên quốc cộng ký bản ghi nhớ về cuộc hội đàm giữa chính phủ và đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc, tức Hiệp định Song Thập, Mao Chủ tịch trở về Diên An bình yên vô sự, mọi người mới như cất được gánh nặng trong lòng. Sau khi về Diên An, Mao Chủ tịch nói chuyện với Đảng ủy Trường Đảng Trung ương và học viên về cuộc đàm phán Trùng Khánh. Tất cả cán bộ, học viên của bộ phận hai trường đảng chúng tôi đều được đi nghe. Mao Chủ tịch nói chuyện rất sinh động, ví dụ khôi hài, tư thế mạnh mẽ, thu hút người nghe một cách sâu sắc. Hội trường lúc thì cười ồ lên, lúc thì tiếng vỗ tay như sấm.
Mao Chủ tịch nói giọng Hồ Nam khá nặng, nên người Sơn Tây như tôi nghe khá mệt. Song có một câu mà tôi nhớ như in: trên thế giới không có con đường nào là thẳng tắp, phải chuẩn bị mà đi đường vòng vèo, khúc khuỷu. Chúng ta đoàn kết chặt chẽ với nhân dân, cùng nỗ lực, nhất định có thể vượt muôn vàn khó khăn, đạt được mục đích. VTC Now.